Xin chào các bác. Hôm nay em giới thiệu với các bác một cái sản phẩm loa SB Audio, một thương hiệu đến từ nước Ý. Model của cái hãng loa của loa này là 2.6K2 High Performance High Way Speaker System. Cái loa SB này là nó phù hợp với trong cái việc nâng cấp âm thanh rất là dễ dàng cho những cái hệ thống âm thanh xe zin nguyên bản, thì nó có thể cần âm ly hoặc là không cần âm ly. Với cái việc không cần âm ly thì các bác có thể dùng vào những cái đầu Pioneer hoặc là đầu Ampai thì nó đã có cái công suất tương đối rồi, hoặc là những xe một số cái xe mà cái đầu nguyên bản nó có cái công suất là nó đáp ứng được, thì là mình sẽ nâng cấp cái đôi loa này và chỉ việc tháo cái loa cánh ra, kèm lắp cái loa này vào và kèm với một cái mặt dưỡng. Thì hãng người ta đã tính toán sẵn cho mình là đối với những cái xe mà nó có cái loa tét ở trên cái mặt táp lô thì mình chỉ việc là tháo cái loa tét ra và dùng cái gá cái dưỡng nhựa này lắp nó vào. Như vậy là mình sẽ hoàn thiện nâng cấp rất nhanh mà không phải đục đẽo gọt khoét gì ở trên cái mặt táp lô. Còn sau này các bác về nguyên bản hoặc là bán xe hoặc là có bất cứ lý do nào đó thì mình chỉ cần về zin một cách rất là nhanh gọn thì rất là hay. Cái việc nâng cấp nó chưa bao giờ nó dễ dàng đến như vậy. Thì cái cấu tạo của cái loa như các bác đã nhìn thấy đây thì nó phù hợp với những cái dòng nhạc trẻ, nhạc nhẹ và đặc biệt là bolero. Cái gân loa bass nó rất là mềm mại. Đấy, rất là mềm mại. Nó là gân cao su. Đấy, và cái vành của nó cái rất là rộng. Cái củ loa thì cũng rất là to. Rất là khá là nặng. Xương thì chắc chắn. Thì khi mà mình tháo cái vanh loa này, cái loa nguyên bản ra thì mình đưa cái loa này vào kèm với một cái dưỡng nhựa. Thì cái dưỡng nhựa này thì bên em đang tặng để các bác nâng cấp loa được thuận tiện. Hiện tại thì Kimca Audio đang phân phối về cái dòng loa này tại miền Bắc. Thì các bác hoặc các cái shop nào mà có nhu cầu nhập với cái số lượng lớn thì xin liên hệ với em Kimca Audio, số điện thoại 0852 044 888. Cảm ơn các bác. Hôm nay em giới thiệu sơ qua về cái loa thương hiệu SB. Em sẽ giới thiệu đến các bác những cái model khác và những cái trải nghiệm khác trong những cái clip tiếp theo. Cảm ơn các bác.